Chào mừng quý các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý các bạn mẫu máy vặt lông gà lông vịt đường kính 60, mẫu máy cải tiến mới nhất do Điện Máy Cường Linh sản xuất và phân phối. Thì đây là cái mẫu máy đường kính 60 trước mắt của quý các bạn. Đây là cái máy đường kính 60 vặt lông gà lông vịt này. Đấy, thì công suất của máy là một lần làm được từ 4 đến 5 con gà hoặc là 3 con vịt của một lúc. Máy này thì đang được bà con mua rất là nhiều về để phục vụ cho công việc là làm gà lồng vịt thuê này, hoặc là mở làm nhà hàng đấy, hàng quán các thứ. Thì đây là mặt trước của máy. Thì máy được thiết kế này, chất liệu làm hoàn toàn bằng inox đấy, hoàn toàn bằng inox. Cái này là cái lồng của nó này, lồng ở đường kính 60, lồng của máy là đường kính 60. Chúng ta có thể sử dụng gang tay, chúng ta đo như này, 3 gang đấy, 60. Có vòi xả lông xả nước này, có vòi xả lông xả nước thì nước nó sẽ tỏa ra ở xung quanh, nó có đục các lỗ này đấy, nó sẽ tỏa ra xung quanh. Đây là cái phần núng cao su này. Núng cao su thì chúng tôi thiết kế là ở một khoảng cách khá là dày đây, núng cao su khá là dày, cho nên là con gà con vịt khi chúng ta bỏ lên đấy thì đảm bảo nó luôn nằm ở trên cái mặt này mà nó không bị đập đầu đập chân vào máy đấy, không đập chân vào thành máy. Ở đây là cái nút nút cao su ở hàng ngang này, thì chúng tôi thực hiện ba lớp dài đây, 1, 2, 3 này, 3 lớp dài và 1 lớp ngắn như này đấy. Thì cái núm ngắn dưới cùng này thì nó có tác dụng là cản cái chân con gà con vịt nó lọt vào cái khe này. Đây, cái khe thì chúng tôi đã làm rất là bé rồi, nó chỉ lọt vào đầu ngón tay thế này thôi. Đây, chỉ lọt vào cái đầu ngón tay đầu ti này này, đầu ti này đấy, và có thêm một lớp núm ngắn như này cản, đảm bảo cho gà vịt là không bị lọt chân xuống cái rãnh này. Núm cao su thì rất là mềm này, núm cao su mềm đấy, và các lỗ này được đột dập rất là đều nhau đấy, không bị sắc, thì đảm bảo cho cái núm này thì nó được bền, đảm bảo cho cái núm cao su này nó được bền đấy. Inox làm hoàn toàn bằng inox đây, inox chất lượng rất là bóng và được mài dũa này rất là kỹ, thành rất là dày chắc chắn đây, tiếng kêu rất là chắc chắn. Ở đây thì nó có ba cái núm ngược như này. Cái núm ngược này có tác dụng là để quét cái lông ở bên dưới ra, nó có tác dụng là quét cái lông ở bên dưới này, chúng nó quay như này thì ba cái núm nó sẽ quạt cái lông ở bên dưới ra theo cái cửa này đấy. Đấy là máy inox sáng bóng. Đây là cái chỗ xả lông của máy này. Chỗ xả lông của máy thì rộng 30 phân như này đấy, chỗ xả lông của máy rộng 30 phân cũng là hoàn toàn bằng mảng inox và được gấp gấp mẹp này đấy, được gấp mẹp rất là dày ở đây. Và đây chúng ta có thể nhìn từ góc này sang này, chúng ta có thể nhìn thấy là cái cửa của nó thiết kế dài ra khoảng 5 phân. Thì cái này thì làm cho lông nó chảy ra bên ngoài này, chúng ta có thể hứng cái rổ bên ngoài này, lông nó chạy tuột ra ngoài luôn, rất là sạch, rất là đảm bảo. Đấy, xung quanh thân máy cũng làm hoàn toàn bằng inox. Ở đây thì nó có một cái nẹp cũng bằng inox ở đây. Đấy, nẹp cũng bằng inox ở đây. Và xung quanh thì được dính keo silicon đấy, đảm bảo cho nước không bị rỉ ra đây này trong quá trình sử dụng. Một đặc điểm quan trọng của máy vặt lông gà lông vịt cải tiến đời mới là chúng tôi thiết kế 8 con ốc ở đây, 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đấy, 4 con 4 bên như này, mỗi bên 2 con như này. Thì chúng ta có thể là trong quá trình sử dụng mà có thể là núm ở dưới này có, trong quá trình sử dụng có núm nó hư hỏng cái nào ấy, thì chúng ta có thể mở 8 con ốc này này, mở 8 con ốc này ra, chúng ta nhấc hẳn được cái bệ này lên, bệ và cái lồng này lên luôn đấy, chứ không phải như cái máy ngày xưa là chúng ta phải mở cái này, phải mở con ốc này với tháo lồng ra các thứ rất là lằng nhằng, hoặc là phải tháo ở đây thì cũng rất là lằng nhằng đấy. Chúng ta chỉ cần mở 8 con ốc đấy là chúng ta có thể là nhấc được cái lồng tên luôn. Chân đế này, chân đế thì sử dụng inox vuông 3 đấy, rất là chắc chắn, và ở dưới các chân này
thì có các nút cao su ở đây, có các chân đấy làm bằng cao su này, thì đảm bảo cho máy không bị trầy trượt trong quá trình vận hành sử dụng. Đấy, cũng như là đảm bảo an toàn. Đấy, tránh cái va chạm của inox và mặt nền. Máy chất lượng xung quanh. Các tấm này hoàn toàn bằng inox, các tấm này cũng hoàn toàn bằng inox. Đấy, xung quanh được gập mép này. Rất là chỉnh chu. Rất là đẹp. Và không có hiện tượng là sắc cạnh này. Đấy, không bị xước tay hoặc là rách quần áo trong quá trình sử dụng. Máy này thì sử dụng động cơ motor dây đồng 1,5 kg của Toàn Phát. Đấy, tương đương với 2 ngựa. Motor dây đồng 100%, bảo hành cho các bạn 12 tháng. Lỗi 1.1 động cơ trong vòng 12 tháng cho các bạn. Dây điện cắm ra dài khoảng 2 m, và cái này là dùng cái phích này, phích cắm rất là tốt ở đây. Chịu được 6.000W, rất là lớn. Mặt bên cái máy vặt lông gà lông vịt đời mới chúng tôi có thiết kế thêm cái con ốc tăng giảm dây của loa. Thì quý bạn sử dụng một con thì có thể là vặn cái này ra này, vặn theo chiều này này, nó sẽ ra. Thì làm sẽ trùng với dây của loa bớt đi, cho máy nó nhẹ nhàng hơn. Thì vặt con gà con vịt một con, hai con nó sẽ đẹp. Còn trường hợp mà chúng ta cần con công suất nó lớn để làm một lần lúc 3, 4 con, 5 con, thì chúng ta cứ vặn theo chiều kim đồng hồ này, chúng ta vặn căng con ốc này ra để dây của loa bên dưới nó căng ra, thì là máy nó công suất nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều, và nó sẽ đảm bảo được cái công suất làm một lần được từ 4 đến 5 con. Đấy, nhìn máy rất là chắc chắn, rất là đẹp. Đây, tôi sẽ nghiêng ở mặt dưới cho các bạn cùng xem này. Đây là bên dưới của máy. Bên dưới của máy thì cái bu ly này, chúng tôi thiết kế bu ly hoàn toàn bằng thép. Đây, đảm bảo cho trong quá trình chúng ta sử dụng hoặc là vận chuyển này thì nó không bị vỡ hoặc là móp méo. Đấy, cái bằng thép này rất là bền. Chúng ta sử dụng thoải mái. Và sơn là dự sửng sơn tĩnh điện này. Sơn tĩnh điện. Đấy, chống oxy hóa, chống rỉ sét. Đây, motor 1,5 kg được đặt gọn gàng ở đây. Đấy, motor Toàn Phát. Con ốc này là con ốc tăng giảm dây của loa này. Chúng ta có thể căng con ốc này để kéo tác dụng là đẩy kéo cái bệ đỡ này. Đấy, đi ra hoặc đi vào, từ đấy giúp tăng dây của loa hoặc là giảm dây của loa. Sử dụng dây của loa B46 đây. Dây của loa to bản đây, bản B. Và quý bạn có thể thấy này. Đấy, khung các thứ làm hoàn toàn bằng inox đây. Inox Tiến Đạt 201 đây. Đấy, không để các thứ làm hoàn toàn bằng inox. Rất là sáng bóng và đảm bảo cho quá trình sử dụng của chúng ta sử dụng lâu dài không bị rỉ sét. Đấy, nước nóng hoặc là nước nóng vào cũng không bị hư hỏng. Đấy, hoàn toàn bằng inox và được sử dụng máy hàn công nghệ cao, hàn rất là đẹp. Đây, chúng ta có thể nhìn ở mặt dưới của máy này. Dưới của máy thì có ba cái núm ngược ở đây. Như tôi đã nói ở đầu, cái ba núm ngược này là đảm bảo để quét lông này. Đấy. Và ở đây là nó có một cái ống nó hàn cao hơn lên như thế này, để đảm bảo cho cái nước nó chảy, nó không bị chảy vào cái trục của máy. Từ đó giữ cho vòng bi của chúng ta được sử dụng lâu hơn. Đấy, không bị nước vào vòng bi. Nhìn bên dưới. Đấy, hàn rất là chắc chắn. Đây, nhìn cái trục của nó đây, vòng bi đây. Và dưới này chúng tôi cẩn thận hơn thì chúng tôi còn thiết kế thêm một miếng xốp nữa này, đảm bảo cho nước không rơi vào vòng bi này. Đấy, đảm bảo bi máy chúng ta sử dụng được trong thời gian lâu nhất. Đấy. Máy thì khá là nặng. Đấy, sau tôi sẽ tiến hành cắm điện lên cho các bạn cùng xem này. Đấy, quay này. Nhìn thấy cái bông nó quay rất là cân đối. Đọc quay. Đấy.
Thì ngoài máy đường kính 560 thì bên chúng tôi còn sản xuất thêm máy đường kính 55 hoặc là 50. Đây thì ví dụ như máy này là máy 50 này, đường kính 50 này. Đấy. Hoặc là như máy này là máy 55. Đấy, máy này là máy 55. Đấy, máy 50, 55, 60. Đấy. Hoặc là ví dụ như có quý khách có nhu cầu lớn hơn có thể sử dụng là máy đường kính 80. Đấy, chúng tôi vẫn làm. Đấy thì quý bạn có nhu cầu mua máy vặt lông gà, lông vịt, máy làm gà, làm vịt về sử dụng thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh, địa chỉ số 1 lô TT3, khu đầu giá Ngũ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hoặc là qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình, quý bạn có thể liên hệ để tư vấn cũng như là bảo dưỡng tốt nhất về sản phẩm. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn.